Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay thầy đang có mặt tại xã Ngọc Đông của huyện Mỹ Xuyên. Thanh đến thăm một cái khu nuôi hùng hợp tác giữa công ty OVS và chủ ao nuôi. Chủ ao nuôi ở đây là chú Dũng. Ở đây thì chú gồm có là 3 ao. Và nước ở đây có một điều đặc biệt là không phân ngàn anh chị, nước ngọt luôn. Và để mà chúng ta thả nó thành công và nó đạt cái tỷ lệ sống cao thì chúng ta đầu tiên ở đây thì vụ này chú thả vào một ao ở đây. Hai đảo hỗ trợ thả cho chú ao này là 210.000. Sau đó nuôi đến 33 ngày thì bữa bờ sang đôi. Và một cách sang cũng rất đặc biệt đó là chúng ta bỏ đói nguyên một ngày, sau đó chúng ta trông đèn ở bên cái ao chúng ta muốn tôm nó qua, sau đó chúng ta bữa bờ qua và một ngày sau thì tôm nó dồn vào bên hết, nó dồn cũng tương đối thôi. Và sau đó chúng ta đóng bờ lại và ngày hôm sau thì chúng ta sẽ cho ăn cái lượng ăn 50%. Ví dụ như cái ao gốc ăn 10 kg thì chúng ta sẽ cho ăn 5 kg và cái ao bên kia cho ăn 5 kg. Sau khi chúng ta cho ăn khoảng 1-2 thì chúng ta cầm nhá lại thì sẽ điều chỉnh lại được cái lượng ăn nha anh chị. Và sắp tới đây thì chúng ta sẽ tiến hành thả tiếp một cái ao ở sau cái chòi này, diện tích cũng tầm khoảng 2.5-3.000 m² gì đấy. Và cái cách của chúng ta ở đây là chúng ta sẽ gieo tôm lại khoảng 3 ngày, từ 2-3 ngày ở ngoài cái trại gieo của công ty OBS. Khu vực ở Sóc Trăng thì có cái trại gieo đang hoạt động ở xã Quỳnh Vĩnh Châu, ở thị xã Vĩnh Châu cũng rất là hiệu quả. Và sắp tới đây thì công ty OBS sẽ tổ chức những cái trại gieo ở mỗi tỉnh khắp toàn quốc luôn. Từ đó thì giúp cho cái tỷ lệ sống của tôm nó được tốt hơn. Và các anh chị biết là khi chúng ta gieo tôm lại 2-3 ngày như vậy á, thì cái tỷ lệ sống mà chúng ta đem thả ngoài ao nó đạt tới hơn 95%. Và trại gieo Vĩnh Châu đã hỗ trợ thả tôm cho rất nhiều là bà con. Và điển hình là đến hôm nay thì chưa hết tháng 11 nhưng mà cái đơn hàng đã hơn 5 triệu bót rồi. Chúng ta về gieo lại 2 ngày và chúng ta đem ra xuống ao chúng ta thử, nếu đạt 100% thì chúng ta sẽ tiến hành thả trực tiếp xuống ao. Và đối với cái diện tích nuôi của toàn quốc, nuôi tôm toàn quốc thì chúng ta đo ao đất nó chiếm cái tỷ lệ từ 60-70%, ao bạc nó chỉ có từ 30-40% thôi anh chị. Cho nên chúng ta vốn ít chúng ta nên tận dụng cái lợi thế là ao đất và chúng ta làm sao đó để cái tỷ lệ sống nó đạt cao nhất bằng cách là chúng ta gieo lại thì chúng ta vẫn có được cái lợi nhuận chúng ta mong muốn và chúng ta đạt được cái hiệu quả trong cái việc chúng ta nuôi tôm. Sau đây thì Thanh sẽ dẫn các chị bạn đi xem tôm nha. Đây là cái ao gốc. Tôm được 52 ngày. 52 ngày. Đây. Đây nè. Vừa bắt nồi. Đó. 52 ngày sai cũng khoảng 110 con. Đây là mùa mưa nha anh chị. Đang ruột rất là rõ ràng. Mùa mưa nhưng mà tôm bọc đẹp nha. Ok. Đây, chúng ta sẽ đi qua xem cái ao thứ hai. Rồi, chúng ta sẽ xem tôm ao thứ hai. Tổng lượng thả của hai ao là 210.000. Và đến ngày hôm nay 52 ngày thì ăn tổng được 66 kg thức ăn anh chị. Đó. Được chưa? Mùa mưa mà tôm bóng đẹp nha. Cái ăn ruột rồi đó. Ao này là tội hơn một chút nha. Ao này ao mới. Ok. Đây. Thì anh chị các bạn nào cần sự hỗ trợ tư vấn về cái cách mà sang tôm theo cách mà bữa bờ hoặc là chúng ta cần sự hỗ trợ về cái nguồn con giống nó đạt tỷ lệ sống cao, hãy liên hệ với Thanh qua số điện thoại là 0941140632. Thanh sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.